Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thế giới đi về đâu do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau, bói quạt, khoa học đời nay thật khéo cho. Bảy ra kiếm máy chạy vo vo, tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phụ quạt mo có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vo. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lượm câu mò. Câu mò chừng ấy đắt tiền cho, ngóng cổ thêm dài hút gió vo. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức. Thôi thì toa mỏa tạm dùng mo Vịnh quạt máy, Đức Huỳnh giáo chủ viết tại Bạc Liêu ngày 21 tháng 6 tân tị ngày 15 tháng 7 năm 1941. Lời bình quạt máy tượng trưng nền văn minh khoa học máy móc thực nghiệm hiện đại phá hoại môi sinh mà loài người vỗ ngực tự hào. Quạt mò tượng trưng nền văn minh thô sơ hiền lành cổ đại an dưỡng môi sinh mà loài người đã miệt thị chê bai cổ hũ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vò, mò, điệp ngữ điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ thế chiến ba sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mò? mượn kế quạt máy để bói tiên chi tương lai nhân loại đức thầy huỳnh giáo chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu vì khan dầu ắt hết điện khi khan dầu các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng nếu hết điện chắc mọi sinh hoạt toàn cầu bị tê liệt và nếu không có dầu máy bay không thể cất cánh tàu nằm ù xe không chạy nói tóm mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ xã hội rối loạn giặc dậy cụm từ âm tiếng Pháp toa mỏa là mải tao ám chỉ thực trạng văn minh Tây Phương rối loạn không còn tôn ti trật tự gì nữa. Chừng nào thế giới gặp đại họa khan dầu, khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu bế tắt, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt. Chừng đó các bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm kêu đám con cháu môi son má phấn nhỏng nhảnh đi giày cao gót, trở về lối cũ lượm cao mò. Đức Tứ Thánh Tiên Tri đạo Phật diệu diệu thậm thâm. Dầu mà tận thế ngàn năm vẫn còn, kẻ dại bị khôn đánh đòn. Vì thời bất đại chiều lòn cho qua, gặp cơn bình địa phong ba, kẻ khôn lại dạ mới là lạ cho. Có quạt máy phụ quạt mo, chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền. Đi tàu thì khỏe hơn thuyền. Khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho, nắm khi đói gói khi no. Chê bài mắng nhức nhỏ to làm gì. Trích trong kinh giảng xưa của tứ thánh hai nguồn cung cấp dầu khí lớn nhất thế giới là nga và trung đông năm cọp nhâm dần 2022 chiến tranh ukraine và nga khiến giá dầu tăng gây suy thoái kinh tế vật giá leo thang rối loạn xã hội bất ổn chính trị toàn cầu đến năm mèo quý mão 2023 chiến tranh trung đông lại bùng nổ các giếng dầu bế tắt không khai thác được giá dầu thêm một lần nữa gia tăng, nền văn minh hiện đại vận hành theo cơ giới tân tiến sẽ kiệt quệ. Hai năm cọp mèo nhâm dần quý mão 2022 đến 2023, thế giới gặp khó khăn vì giá dầu mỏ gia tăng, hoàn cầu đảo điên, đã được chư vị tiền bối tiên tri như sau. Giá tan võ trụ quả địa cầu, rời rạc tiêu điều phút canh thâu, năm dần đúng lúc ôi khó tránh, mẹo miu miu mẹo có còn đâu tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đạo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Đặc biệt là chiến tranh Trung Đông bùng nổ năm mèo 2023, khiến các giếng dầu bế tắt, hoàn cầu rối loạn giã rời. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đạo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Đi lộn vòng mé biển Cù Lao, lộn đi lộn lại cũng tao với mày, mắc nợ đời phải nói cù nhây. Đánh dần đánh mẹo nói dày nói mai. Kim cổ kỳ quan trang 23 trên 46, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915 cảnh thay đổi núi rừng còn dã, huống chi người quý giá bao nhiêu, từ đây dần mẹo quạnh hưu. Cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi, nghe ta nhắc, đừng bôi quý vị. Nếu trễ rồi sẽ bị lao lung, trận này trời phạt ngày cùng. Lịnh trên đã định không dung hồng trần, ai ngu lo tối tân mu ám, ai khôn ngoan thông cảm hiền lành, ai ngu đần bã lợi cung danh. Ai trí sáng phá đại thành bận cáu. Ai ngu muội giờ này tân Tảo say xưa mê bỏ đạo mất rồi. Ai khôn chọn đức cao như đồi, ai dại dột bị trôi biển hài. Ai khôn ngoan giờ này hối cải, kẻ ngu đần sáng bảy chiều ba, ai khôn không cửa không nhà. Cuộc tẩy trần khởi từ năm dần mẹo 2022 đến 2023. Mong về cõi Phật ma ha gội nhuần, ai ngu tâm Phật phừng nóng này, ngày tháng năm tính bảy tính ba tính rồi cũng sẽ ra ma còn ta khôn khéo thiết tha hàng ngày ai khôn ngoan như lai ấn chiếu kẻ ngu si ta biểu không lo ngày mai bão tố mưa to ai người cầm lái đưa đò cho ngươi cố gắng đi đại từ đại lực để ngày mai chung sức với thầy thiên cơ trời máy tạo vần xây ta đáp ứng đủ đầy lễ nghĩa miếng đất ruộng không lo trồng tỉa hạt giống lành mai mốt rồi nhờ bớ chúng sanh đừng có dại khở, khở khảo quá lạc bờ lạc nẻo, trong ngươn hạ này tu cho khéo, dáng đi cho đời mỏng mẻo gian cơ. Cứu nguy tận thế hai, đức cậu bẩn sĩ vô danh ứng khẩu thuyết tại nhà cô Lê Ngọc Mai Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỳ vân cư sĩ từ Úc về Việt Nam lần đầu diện kiến đức ngài, kết tập cứu nguy tận thế trang 92 và 93. Thiên tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1996 lắt léo lời nói hiểm nghèo. Dần mẹo như thể qua đèo người ôi. Nghĩ rồi tôi lại thương tôi. Oán tôi tôi oán thời thôi phận mình. Như vậy uổng trí xuất tình. Nào ai có ép nghe mình tại đâu. Mượn gươm thần huệ cao sâu. Vô tình cho đó thương đâu nói dài. Thầy ra hai chữ văn tài. Chữ mắc thì biết, rẻ ngoài thì không. Dốc lòng niệm Phật trí công. Chữ rẻ còn nhớ mắc không biết dày chữ rẻ còn nhớ đề bài chữ mắc thời giấu thương thầy thì công ngồi buồn lời nói minh mông xui thầy thương tới trò đông cạn tình phi lang phản dạ chê hình lầm nguy lục thị thương tình nguyệt nga kim ngọc mê xương tử ca đời này vay trả xét ra sợ thầm không biết thời nói người lầm người mà biết đạo lỗi lầm về đâu nay đạt trời phật tóm thâu nói cho các nước lo âu việc đời luận sao đặt để thuận lời. Bình phân ý tứ người đời ghét thương, kim cổ kỳ quan, tiền giang 195 trên 12, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Kể tài nói cho ba nghe chuyện quốc tế hệ trọng lắm, chiến tranh Ukraine bùng nổ năm cọp, nay tới chiến tranh Trung Đông nổ năm mèo nữa rồi. Thế giới này không còn dầu cũng không còn điện, lũ trẻ môi son má phấn lũ lượt về quê lánh nạn, vậy mình hái mo cầu bán đắt lắm. Sydney, ngày 10 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.